Sửa xe công tốt xin mến chào tất cả các anh em bến xe ngang. Hôm nay sẵn có làm một con Sirius FE. Làm lúc đầu ha, Sirius FE nha. Với lại xe bên đây làm cũng không có khách chờ, cái mình chia sẻ lên sẵn đây, mình chia sẻ lại cho anh em, những anh em nào thợ mà mới ra nghề và những anh em nào mà chưa gặp tình trạng này nha. Gặp tình trạng giống như trên như này nha. Rồi nếu như video déo này mà có mang lại hữu ích cho anh em thì anh em cho mình cái follow nha. Thì vấn đề mình muốn chia sẻ ở đây á là lúc đầu á mình kể cái một câu chuyện thôi. Cũng mau rồi anh em. Lúc đầu mình chiếc ly á, mình chiếc xe tay lớp B chết máy đem lại. Rồi mình xử lý cho người ta xong rồi. Lớp B chết máy đem lại xử lý người ta xong ngon lành cành đào. Bạc cốt tông đồ mình làm thay mới hết nha. Xúc bắp đồ cò xúc bắp đồ cái xúc bắp đồ mình làm mới ngon lành hết trơn. Nhưng vấn đề gặp mắc phải của mình á là bị mắc phải cái chỗ nè. Là khi chỉnh còi xúc bắp chạy khoảng từng lễ là nó sẽ bị lả đầu. Giống như lả đầu này nè, mà chỉnh cái người ta lợi thì chỉnh cò, lợi cứ chỉnh cò chỉnh hai ba ngày kêu chỉnh tới nỗi mà banh cái đầu xúc bắp luôn, nó lả banh cái xúc bắp, nó lả banh cái đầu xúc bắp nha, chứ nó không có cháy cái xúc bắp nha anh em. Rồi mình mở ra cút đầu ra thay, mình kiểm tra nó không có bị lỗi gì hết, bơm nhớt bình thường, nếu như mà không bơm nhớt là nó bị cháy rồi mình biết rồi, nhưng mà một lần nữa là nó bị kêu nữa đó. Thì khách cũng khách quen thì người ta không muốn làm phiền mình nữa thì người ta mới đem vô hãng làm xong, người ta cũng ghé mình, nó cũng mới đi làm về ghé mình xong cái mình cũng rất là ngại nha, mình cũng muốn sửa lại cho khách, cũng gửi tiền lại cái phần mà thiệt hại đó, nhưng mà khách không lấy. Rồi xong rồi vẫn bị kêu anh em, tại khoảng tuần lễ nữa bị kêu nữa, bị kêu rồi ghé lại chỉnh cò nữa thì mình cũng phát hiện là cái con cò đó nó kêu nữa, con cò đó nó bị gơ nữa, là con cò trên bị kêu nữa. Rồi cứ vậy thì mình chỉnh cò lần nữa thì nó cũng vẫn bị nữa, vài ngày bị đó. Rồi mình mới rút đầu ra mình mới nghiên cứu và mình phát hiện nó ở điểm này nè anh em, phát hiện là cái điểm là chỗ cây cò giả này nè, cây cò này nè, cây ốc chỉnh cò này nè, nó bằng nó khuyết nha anh em, là con ốc này nè, con ốc mình chừa lại là coi cả năm trước rồi, là năm rồi, là tháng 2, tháng 3 gì đó đó, là mình chừa lại luôn nha anh em, mà mình cũng có thời gian để chia sẻ lại cho những anh em biết đó. Rồi bây giờ con ốc này nè, nó lả ra mà nó hót vô nữa đó, nó lả ra nó hót vô nha anh em. Xong rồi á là mình thay luôn nha, mình thấy con này nó không đẹp thì lai luôn, là sơ ý của mình là mình không để ý cái đầu này, chỉ dòm qua một cái là mình gắt vô thôi. Rồi người ta cũng có phải nữa, rồi mình hỏi nhiều anh em thợ khác thì anh em thợ khác chưa từng gặp luôn, nó cháy miệng xúc bắp, cháy xúc bắp rồi chứ đâu có lả đầu. Rồi vấn đề đó mình muốn chia sẻ lại cho anh em, tại vì nãy với lại anh em làm xe nhớ con xe mà bị lớp B bị đồ á thì anh em nhớ luôn làm mấy cái này nha, bánh xe cò nha, nó bị gơ là mình cũng phải làm xong nè, rồi kiểm tra đầu cò nha, mấy vấn đề đó anh em cần phải làm nha anh em, chia sẻ lại cho những anh em nào mà mới vào nghề và chưa biết nha. Còn anh em nào đã gặp tình trạng như mình rồi á thì coi video cho vui thôi ha, còn anh em nào thấy có hữu ích cho mình xin một cái follow nha anh em. Còn một cái vấn đề anh em đừng để như mình nha, một vấn đề nữa giống mình á, hôm nay mình thiệt là nó quá mệt rồi, nó làm cho bụng mình sơ ý anh em. Lúc thay vì mà lúc mà mình gỡ cái bánh xe cam ra, mình dặn con ốc căng này nè cho nó cứng lên nha anh em, hoặc mình gỡ ra luôn nha đó, cứng lên cho rút lên cho sinh cam mới dùng lại. Khi mình bắn cái cọng sinh cam ra thì nó không có gãy như mình nha đó, bây giờ nó gãy nên anh em bắt buộc phải gỡ ra thay lại cho khách nha, cũng không có khách đây với khách đây chắc khách dày luôn á, nói mình ẩu quá thật là đau lòng nha, gãy làm ba luôn đó. Thì chia sẻ lại những cái mà mình bị sơ sẩy thì mình chia sẻ lại cho những anh em nào mà chưa từng bị mà giờ phải kỹ hơn nha, đừng để bị mắc phải giống mình nha anh em. Rồi vấn đề mình cũng muốn chia sẻ cho anh em, thì anh em thấy có hữu ích thì anh em cho mình xin một like nha. Rồi hôm nay buổi trưa thứ bảy rồi, chiều thứ bảy rồi, chúc anh em một ngày cuối tuần làm việc thật khách nha. Rồi, bye bye.